Xin chào và xin cảm ơn tất cả các bạn đã đến với video 320 câu hỏi lý thuyết lái xe năm 2022 của tiểu bang Washington. Video này là video thuộc phần 2 phần kiến thức lý thuyết lái xe 2.5, nghĩa là video thứ 5 của phần 2 nha các bạn. Xin chúc các bạn học bài tốt và đạt được nhiều những cái thành tích cao trong những cái kỳ thi sắp tới nhé. Xin trân trọng cảm ơn các bạn một lần nữa. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu một chuỗi các câu hỏi gồm 20 câu từ câu 81 đến câu 100 nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu số 81. Nội dung của câu số 81 như sau. Một biển báo hình thoi màu vàng mô tả một chiếc xe cứu hỏa. Điều đó có nghĩa là gì? A. Có một ngọn lửa ở phía trước. B. Xe khẩn cấp có thể đi vào phần đường phía trước. C. Khu vực trường học ở phía trước. Và D. Trụ cứu hỏa nằm ở phía trước. Đáp án đúng ở câu hỏi số 81 đó là đáp án B nha các bạn. Một biển báo hình thoi màu vàng mô tả một chiếc xe cứu hỏa. Điều đó có nghĩa là xe khẩn cấp có thể đi vào phần đường phía trước. Câu hỏi số 82. Quy định về việc đậu xe gần trụ cứu hỏa là gì? A. Để khoảng trống 3 feet cho lính cứu hỏa tiếp cận. B. Không đỗ xe trong vòng 15 feet theo cả hai hướng. C. Sẵn sàng di chuyển trong trường hợp hỏa hoạn. D. Để cửa sổ mở để vòi tiếp cận trong trường hợp hỏa hoạn. Và đáp án đúng ở câu hỏi số 82 là đáp án B. Chúng ta không đậu xe trong vòng 15 feet theo cả hai hướng so với trụ cứu hỏa nhé. Câu tiếp theo, câu hỏi số 83. Bạn có thể đậu xe hợp pháp bao xa từ nơi giao cắt với đường sắt? Đáp án A 10 feet, đáp án B 25 feet, đáp án C 50 feet và đáp án D 100 feet. Ở câu hỏi này thì đáp án đúng là đáp án C nha các bạn. Khoảng cách mà bạn có thể đậu xe hợp pháp từ nơi giao cắt với đường sắt đó là 50 feet. Câu hỏi tiếp theo, câu số 84. Tôi phải đậu xe bao xa từ chỗ dành cho người đi bộ qua đường ở giao lộ? A. 5 feet, B. 10 feet, C. 15 feet và D. 20 feet. Ở câu hỏi 84 này thì đáp án đúng là đáp án D nha các bạn. Chúng ta phải đậu xe cách cái phần đường dành cho người đi bộ băng qua đường ở giao lộ là 20 feet nhé. Câu hỏi số 85. Bạn đến ngã tư 4 chiều cùng lúc với một người lái xe khác, ai được đi trước? A. Người được người lái xe kia vẫy chào. B. Chiếc xe lớn hơn. C. Người lái xe bên trái. Và D. Người lái xe bên phải. Thì đáp án đúng ở câu hỏi số 85 này. Khi chúng ta đến ngã tư 4 chiều cùng lúc với một người lái xe khác thì người lái xe bên phải, người điều khiển cái xe bên phải sẽ là người được đi trước nha các bạn. Và đáp án đúng đó là đáp án D nhé. Câu hỏi số 86. Tại một ngã tư, bạn muốn tỏ ra nhã nhặn và vẫy tay chào các phương tiện khác cho dù họ có quyền ưu tiên hay không. Đây có phải là một thực hành an toàn? A. Có, bởi vì mọi người đều biết phải làm gì. B. Có, bởi vì đó là hành động đẹp, mà đẹp hơn thì là tốt hơn. C. Không, vì luồng giao thông có thể bị trì hoãn. Và D. Không, vì tốt hơn là mọi người chỉ nên đi. Đáp án đúng ở câu hỏi số 86 là đáp án C nha các bạn. Chúng ta không nên vẫy tay chào nhau ở trên một cái ngã tư mà chúng ta gặp một cái người khác để chỉ tỏ ra là nhã nhặn và có một cái cử chỉ tốt đẹp. Bởi vì là như vậy thì chúng ta sẽ làm cho cái luồng giao thông có thể bị trì hoãn nha các bạn. Câu hỏi số 87. Ai có quyền đi đường tại ngã tư hay là một cái giao lộ chữ T? A. Người lái xe trên đường giao nhau. B. Người lái xe trên đường. C. Người điều khiển xe ô tô bấm còi trước. D. Người lái xe đi nhanh nhất. Và đáp án đúng ở câu hỏi 87 này đó là đáp án B nha các bạn. Người lái xe trên đường thì có quyền đi đường tại ngã tư chữ T hay là giao lộ chữ T. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi số 88. Một tấm biển ghi No parking anytime, không được đậu xe bất cứ lúc nào. Điều gì là đúng về khu vực cấm đậu xe? A. Bạn có thể dừng tạm thời nhưng chỉ để tải hoặc giữ hàng hóa. B. Bạn có thể dừng tạm thời nhưng chỉ để đón một hành khách. C. Đáp án đúng là cả A và B. Và D. Bạn không được dừng lại vì bất cứ lý do gì. Đáp án đúng ở câu hỏi số 88 đó là C. Cả A và B đều đúng nha các bạn. Khi chúng ta gặp một tấm biển ghi là không được đậu xe bất cứ lúc nào thì chúng ta có thể hiểu được rằng là chúng ta chỉ có thể dừng tạm thời chứ không được đậu xe nha các bạn. Dừng tạm thời nhưng mà chỉ để tải hoặc là giữ hàng hóa hoặc là chỉ để đón một hành khách thôi nha. Câu hỏi số 89. Tín hiệu giao thông hiển thị dưới dạng đèn xanh ổn định, điều đó có nghĩa là gì? A. Dừng lại. B. Tiếp tục đi qua giao lộ. C.
đi chậm lại và chuẩn bị dừng. D. Tạm dừng trước khi tiếp tục. Đáp án đúng ở câu hỏi số 89 đó là đáp án B nha các bạn. Khi chúng ta đi trên đường và chúng ta gặp một cái đèn xanh ổn định thì chúng ta cứ đi qua giao lộ bình thường thôi. Câu hỏi số 90. Tín hiệu giao thông hiển thị là đèn vàng ổn định, điều đó có nghĩa là gì? A. Dừng lại. B. Tiếp tục đi qua giao lộ. C. Đi chậm lại và chuẩn bị dừng lại. D. Tạm dừng trước khi tiếp tục. Và ở câu hỏi này thì đáp án đúng là đáp án C nhé. Khi chúng ta đi trên đường, chúng ta gặp một đèn vàng ổn định thì điều đó có nghĩa là chúng ta đi chậm lại và chuẩn bị dừng lại nha các bạn. Câu hỏi số 91. Tín hiệu giao thông hiển thị là đèn đỏ ổn định, điều đó có nghĩa là gì? A. Dừng lại. B. Đi qua giao lộ. C. Đi chậm lại và chuẩn bị dừng lại. D. Tạm dừng trước khi tiếp tục. Và đáp án đúng ở câu hỏi 91 này đương nhiên là đáp án A rồi. Khi chúng ta đi trên đường mà gặp cái tín hiệu giao thông hiển thị là đèn đỏ ổn định thì rõ ràng chúng ta phải dừng lại rồi, đúng không các bạn? Câu tiếp theo, câu số 92. Biển báo có nội dung No standing anytime, không đứng lại bất cứ lúc nào. Điều đó có nghĩa là gì? A. Bạn có thể dừng tạm thời nhưng chỉ để xếp hoặc dỡ hàng hóa. B. Bạn có thể dừng lại tạm thời nhưng chỉ để đón một hành khách. C. Cả A và B đều đúng. Và D. Bạn không được dừng vì bất cứ lý do gì. Ở câu hỏi 92 này thì đáp án đúng là đáp án B nha các bạn. Khi chúng ta gặp một cái biển báo không đứng lại bất cứ lúc nào thì chúng ta chỉ có thể dừng lại tạm thời nhưng mà chỉ để đón một hành khách thôi nhé. Câu số 93. Một biển báo hình thoi màu vàng cho thấy một mũi tên bay thẳng lên trong một thời gian ngắn từ phía dưới, sau đó uốn cong một chút sang trái, rồi lại uốn cong trở lại một chút sang phải. Điều này biểu thị điều gì? Đáp án A. Con đường phía trước nhiều gió. Đáp án B. Đường đồi ở phía trước. Đáp án C. Đường ở phía trước cong sang trái rồi sang phải. Đáp án D. Đường có đá đóng băng, là cái đường vào mùa đông đó cả nhà. Có tuyết đó mà lạnh quá nó không có tan được và nó đóng băng luôn thành đá đó. Đáp án đúng ở câu hỏi số 93 này đó là đáp án C nhé. Đường ở phía trước cong sang trái rồi sang phải. Tiếp theo câu hỏi số 94. Đèn pha chiếu sáng xa của bạn đang bật và một chiếc xe ô tô đang lao tới ở làn đường ngược chiều. Bạn nên giảm đèn khi xe còn cách bao nhiêu feet? A. 100 feet. B. 200 feet. C. 500 feet. Và D. 1000 feet. Đáp án đúng cho câu hỏi 94 này đó là đáp án C nha các bạn. Khi đèn pha chiếu sáng xa của bạn đang bật và một chiếc xe ô tô đang lao tới ở làn đường ngược chiều thì bạn nên giảm đèn khi xe còn cách 500 feet nhé. Câu số 95. Đèn pha chiếu xe của bạn đang sáng và bạn đang theo sau một chiếc xe khác. Bạn nên giảm độ sáng của đèn khi bạn ở trong tầm bao nhiêu feet? Đáp án A. 100 feet. Đáp án B. 300 feet. Đáp án C. 500 feet. Và đáp án D. 1000 feet. Ở câu số 95 này thì đáp án đúng đó là đáp án B nha các bạn. Chúng ta nên giảm độ sáng của đèn khi chúng ta ở trong tầm 300 feet so với xe ở phía trước khi mà chúng ta đang mở đèn pha chiếu xa nha các bạn. Câu số 96. Cần phải có những gì để đỗ xe ở vị trí dành riêng cho người khuyết tật? A. Giấy phép đậu xe cho người khuyết tật. B. Là người khuyết tật rõ ràng. C. Sự kết hợp của A và B. D. Khuyết tật có thể là vô hình cho nên không thể nhìn thấy được. Đáp án đúng cho câu hỏi 96 đó là khi chúng ta muốn đỗ xe ở vị trí dành riêng cho người khuyết tật thì chúng ta phải có giấy phép đậu xe cho người khuyết tật. Và đáp án đúng là đáp án A nhé. Câu hỏi tiếp theo, câu 97. Một biển báo vàng có đường viền màu đen của một con nai sừng tấm. Nó đang muốn nói với bạn điều gì? A. Thật là tuyệt vời, bạn có thể nhìn thấy một con nai sừng tấm trên cánh đồng. B. Bạn có thể gặp phải một con nai sừng tấm băng qua đường hoặc đang đứng trên đường. Hãy thận trọng. C. Có một sở thú phía trước. D. Điểm thu hút khách du lịch ở phía trước. Và đáp án đúng cho câu hỏi số 97 đó là đáp án B. Bạn có thể gặp phải một con nai sừng tấm băng qua đường hoặc là đang đứng trên đường. Hãy đi cẩn thận và thận trọng nhé. Câu số 98. Tại sao bạn không nên lái xe với áp suất lốp thấp? A. Bạn có thể bị xì lốp. B. Bạn có thể mất kiểm soát ở tốc độ cao. C. Bạn sẽ thấy tiết kiệm nhiên liệu thấp hơn. Và D. Tất cả các câu trên. Đáp án đúng ở câu hỏi số 98 này đó là đáp án D. Tất cả các câu trên. Chúng ta không nên lái xe với áp suất lốp thấp bởi vì có thể bị xì lốp, có thể mất kiểm soát ở tốc độ cao và tiết kiệm nhiên liệu sẽ thấp hơn nha các bạn. Câu hỏi số 99.
Bạn đang lái xe trên đường cao tốc khi áp suất dầu của bạn bật đèn trông giống như một lon dầu. Những gì bạn nên làm? A. Lái xe bình tĩnh đến giao lộ tiếp theo để nhận được dịch vụ. B. Tấp xe và dừng xe ngay khi bạn có thể an toàn. C. Thêm một ít dầu vào ô tô. Và D. Lên lịch hẹn với dịch vụ khi thuận tiện. Đáp án đúng ở câu hỏi số 99 đó là đáp án B nha các bạn. Khi bạn đang lái xe trên đường cao tốc và áp suất dầu của bạn bật đèn trông giống như một lon dầu, thì bạn hãy tấp vào lề và dừng xe ngay khi bạn có thể an toàn nhé. Câu hỏi số 100 cũng là câu hỏi cuối cùng của cái video ngày hôm nay, có nội dung như sau. Pháp luật quy định điều gì về việc điều khiển xe ô tô chở người không có đèn pha? A. Đó là bất hợp pháp, bạn không nên làm điều đó. B. Bạn sẽ nhận được cảnh báo lần đầu tiên khi bạn bị kéo qua. C. Bạn phải sử dụng đèn pha sáng để bù lại. D. Sử dụng đèn nguy hiểm để bù. Và đáp án đúng cho câu hỏi số 100 đó là đáp án A nha các bạn. Đó là bất hợp pháp, bạn không nên làm điều đó khi bạn điều khiển xe ô tô chở người mà không có đèn pha. Video thứ 5 trong phần kiến thức lái xe của 320 câu hỏi lý thuyết lái xe tiểu bang Washington năm 2022 xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chúc các bạn học tốt và đạt kết quả thi tốt nhé. Xin chúc các bạn sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.